Hello, xin chào mọi người nha. Có dịp mình lấy được một cái xác con bò ngựa thì mình muốn phẫu thuật ở trong bụng nó thử có gì cho mọi người cùng xem và tham khảo. Thì có rất là nhiều bạn tag mic và để bình luận trên kênh của mình là trong bụng của con bò ngựa đực nó có cái gì. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành cắt cái bụng và banh ra thử coi ở trong nó có cái gì để mọi người được một sở thị nha. Và bây giờ mình xin phép được bắt đầu. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái đít nó một đoạn nhỏ để lấy cái khoảng không, rồi lòn để kéo vô, rồi kéo vô đít nó xong rồi cắt lên, cắt ở giữa đó, cắt mạnh lên tới trên luôn. Để bên ra rồi, bên ra trong thử có gì đó. Mình quay cận lại cho các bạn xem nha. Ở trong cái ruột của nó, cái ruột nó đã phân hủy, nó bị bại trải đen đen ấy. Còn có cái lớp màu vàng vàng ấy, có phải là trứng không? Cậy cái màu vàng vàng ấy lên thử. Con này nó là giống đực mà sao cái vàng vàng nó mở hay trứng này? Nó giống trứng luôn, một đống trứng luôn kìa. Con này là con cái nha mọi người. Con này không phải là con đực, mà giống này là giống con bò ngựa rớ trong cái bò ngựa xanh. Con này giống cá trong một trứng này. Banh banh cái bụng mà trứng quá trời này. Nhưng mà đã chết mất rồi. Còn cái phần ruột là phần đen đen ấy nha. Đó. Còn có trứng với lại cái ruột thôi. Còn nữa thì lục phủ ngũ tạng thì nó không còn gì nữa. Tại vì con này chết cũng khá lâu rồi. Để sau này mà có con nào mà nó mới chết mình sẽ mổ từ từ ra cho các bạn xem. Thì hiện tại bây giờ thì chỉ có trứng với lại ruột thôi. Rồi bây giờ mình sẽ rửa lần lần. Cho nó vô nước mình rửa cái gái ra thử coi còn gì bên trong không. Tắt ra. Rửa sạch hết đây. Cái ruột gì gái ra. Đó, kéo ruột ra đó. Cái ruột nó khá là dài đó mọi người. Đó, nó kéo là đài ruột này, nó kéo từ dưới đít lên tới đầu luôn á. Rồi quanh đi, quanh ruột đi. Thì cái việc mà làm sạch cái ruột như thế này á, mình cũng đỡ, mình phơi nắng cho nó, sau đó mình ngâm rượu cho mình cũng không có bỏ đi nha. Nếu như mà con này nó phân hủy lâu rồi thì mình sẽ đem đi chôn, nhưng mà con này cũng còn xài được nên mình đem mình sẽ ngâm rượu. Đó. Đi ngâm rượu thì các bạn nhớ làm sạch ruột, tại vì con bò ngựa này ăn tạp lắm, con gì nó ăn á, sợ nó ăn trúng nái rồi vậy đó. Mình ngâm rượu mình uống thì nó còn nguy hiểm. Rồi ok, sạch rồi đó, đem ra đây, đem ra ngoài nén đây coi. Rồi kiếm chỗ nén ok, để kêu con nén nha. Để tao lấy đừng lên chào này. Rồi, do mình ngồi một chút nắng á, chứ thì chắc nó có ánh nắng nha. Để đây, cho nó khô và tiếp tục ngày mai mình phơi nữa. Lúc nào nó khô thì mình sẽ bỏ vô cái thau rượu. Rồi, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người những chia sẻ của mình ở clip tiếp theo. Bye bye.